Hello cả nhà, hôm nay mình làm ngũ cốc đây. Hi everyone, today we are going to make the cereal and it contains 11 elements. Có 11 hạt nhá. Hạt thứ nhất là hạt đậu xanh, green bean. Vietnam green bean. Thứ hai là hạt đậu đỏ, red bean. 빨강콩. Thứ ba là đậu trắng, white bean. 흰콩. Thứ tư là đậu tương, soybean. Corn. Thứ năm là gạo nếp, sticky rice. Chắp xoài. Thứ sáu là hạt sen, lotus seed. Yến cốt xiết. Thứ bảy là gạo nếp đỏ, red rice. Pi. Thứ tám là đậu đen, black bean. 검은 킹, 검은 콩. Thứ chín là cái này là gì, yến mạch. Yến mạch. Thứ 10 là hạt ý dĩ. Yul mu. Thứ 11 là hạt vừng đen, sesame. Kẹ. Ok, thank you very much. Các bạn ủng hộ mình nha.